Ca sĩ Quách Tuấn Du dương tính với Covid-19. Theo người đại diện của ca sĩ Quách Tuấn Du tiết lộ, hiện nam ca sĩ đã mất vị giác. Vào tối ngày 20 tháng 9 trên trang cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du bất ngờ thông báo dương tính với Covid-19. Chia sẻ mọi người hết sức cẩn thận nha, đi hát khu cách ly cả tháng không sao, về nhà cách ly một tháng nay, kỹ lưỡng quá trời, chỉ đi lấy thức ăn shipper thôi mà vậy đó. Tới công chuyện luôn, tự test nhiều lần âm tính nhưng thấy dấu hiệu trong người không khỏe, phải nhờ nhân viên y tế test cho chắc, thế là tới công chuyện luôn. Phải hết sức cẩn thận chiến đấu với con Covid-19 này, không được chủ quan, Quách Tuấn Du chia sẻ. Báo chí đã liên hệ với ca sĩ Quách Tuấn Du để nghe chia sẻ về tình hình sức khỏe của anh hiện tại. Đại diện Quách Tuấn Du cho biết giọng ca 8X đang thực hiện cách ly tại nhà theo sự hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Hiện nam ca sĩ đã mất vị giác. Trước đó nam ca sĩ đã từng đi hát ở khu cách ly nhưng không bị nhiễm bệnh. Đến ngày 20 tháng 8, anh dừng đi hát và cách ly tại nhà. Kể từ thời gian đó, Quách Tuấn Du hạn chế ra ngoài, không tiếp xúc với mọi người, thực hiện đầy đủ 5K và chỉ xuống nhận đồ từ shipper. Phía ca sĩ Quách Tuấn Du nhận định rất có thể nam ca sĩ nhiễm bệnh trong quá trình nhận đồ từ người giao hàng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.